Anh có biết cái nickname của Las Vegas là gì không? Quên mất rồi, xin nhắc lại. Sin City. Sin City, đúng rồi, nó một chỗ là gọi là thành phố tội lỗi. Tội lỗi, tới có thể là vui chơi nhưng mà tai nạn là có. Tai nạn xã hội là có. Tai nạn kinh khủng luôn, làm gái gú anh muốn cỡ nào cũng có, chỉ cần có tiền thôi. Cái gú đồ đó mà coi đi. Cái này là cái tuổi của thằng tao hay bút hoài, tao bút riết mà tao chán luôn đủ. Em nói thiệt nha, bây giờ á, giờ so sánh nè. Hồi xưa á thì cái này á là em coi là em rất là hãnh diện, em rất là thích là như thế này. À, anh Minh để ý thí dụ như những năm 90, những năm 2000, mỗi một lần mà những người Việt Kiều ở nước ngoài, những người sống ở nước ngoài chụp những cái tấm hình đồ này kia cái nọ thả về, gửi về Việt Nam hay là gì cho thân nhân bên Việt Nam coi, thì cái ở bên Việt Nam nhìn cái tấm hình đó, thường thường họ nhìn gì, họ nhìn cái người rồi họ nhìn cái background, họ nhìn ở đằng sau, họ nói wow, ăn mặc ở Mỹ đẹp quá, đúng rồi. Nhà lầu, xe hơi, nhà cao tầng, nói anh công nhận không? Nói chung là họ có một cái cảm giác wow. Đừng có nói cái đầu óc trong đầu của họ lúc nào cũng nghĩ là ở Mỹ là vậy vậy. Nhưng mà bây giờ em thấy à, chẳng hạn như bác cầm ông đi chơi nè, hay là em thấy bạn bè em bên Việt Nam, gia đình em bên Việt Nam nè, đi chỗ này chỗ kia chụp hình, đi ăn đám cưới, đi ăn tiệc, đi chỗ này chỗ kia, tối nó đi chơi, nó chụp hình, nó gửi qua cho em coi. Em so sánh em nói nó chả khác gì, nó không có thua gì ở bên Tây, bên Mỹ đó. Cái background nó còn super đẹp hơn nữa đó. Bây giờ thí dụ như bạn em giống như em đi, em ra ngoài Nha Trang em chơi, em chụp hình, em đi Đà Nẵng rồi này kia, em đi mấy cái chỗ kia em chụp hình á, bạn em nó nói ủa mày đi đâu vậy, tao tưởng đâu mày đi Việt Nam mà. Nó nhìn nó cứ tưởng đâu là ở cái xứ nào đâu đâu không á. Em nói thì tao đang ở Việt Nam chứ đâu. Rồi ý em nói là bây giờ á, ở bên Việt Nam nó phát triển những cái cảnh vật ở ngoài đó, nó cũng giống y chang bên Tây bên Mỹ vậy đó. Chứ chả có thua gì hết. Nhưng mà là tôi nói không có chấp nhận cái đám đúng. Thì bây giờ thì... nó nói bây giờ vậy thì tại sao ở bên Việt Nam á có nhiều cái ổ này ổ kia nghèo nàn đồ này kia kia nọ rác rưới đầy á. Ok, giờ mày muốn nghèo nàn rác rưới đầy phải không? Bắt đầu tao quay qua đó, cái chỗ giống như trên màn hình đang chiếu. Bây giờ bắt đầu tao quay qua cái chỗ nghèo nàn ở Mỹ nè. Câu đó nó còn tệ hơn nữa. Đúng không? Anh thì... anh thấy em nói đúng không? Thì anh có cồn vô mà anh có cồn nói là trung lưu Việt Nam á, bây giờ một tháng họ tiêu thụ là 100 triệu á, là cái chuyện bình thường á. Cái này cái này nói sắc mất cái trứng á, nhưng mà Rose Đào cười. Ôi Rose Đào cũng thấy mẹ. Rose Đào không chấp nhận. Bữa em nhảy vô em cầm cầm bên kia cái cũng nói gì này kia kia nọ, chị gì em trai gì á, không biết nói gì em trai. Em nói ồ bộ định bắt tôi làm phi công, bộ muốn lái máy bay hay chi mà nhảy vô em đòi chạy mất tiêu. Ủa, đồ đang kiếm phi công làm gì nhảy vô đây xạo xạo chạy mất tiêu. có cái này thưa quan hỏi mọi người nè, mọi người đang like đang nói chuyện vậy đó, thì trên màn hình của mọi người á có thấy có chạy cái hàng phụ đề bằng tiếng Việt không, tức là nó lặp lại cái những cái lời câu từ gì mọi mình người nói. Có là bây giờ cái... hình như cái đó mình tắt được mà. không biết trời cái này không biết có con, tức không mà cái tự động nó hiện lên ta, nhỏ nó nằm nó gục xuống mà cái tay nó dối nó ôm cái vỏ đồ của nó là thấy tội không, nó cả thành phố luôn ghê. Trời, cái gì Parkinson hay gì ta, là cái đại lộ đó ở Pennsylvania Philadelphia là cái chỗ của cái thằng Hoàng á, thằng Hoàng Nguyễn mà nó hay lên livestream nó chửi Việt Nam mình đó. Đó nó ở thành phố đó. Đó, kêu nó ra nó đi. Dụ mà nó nhìn cái cảnh này mỗi ngày đó. Hoàng Nguyễn nó ở đó đó. Thấy chưa? Thấy thê thảm không? Trời ơi. Trời ăn. Mà nên nhớ á, ở Việt Nam mình á là bây giờ mình so sánh mà đừng bao giờ quên là Việt Nam đang mới phát triển ngàn.
chỉ sau năm 2000 thôi, chứ không phải là tồn tại từ xưa đến giờ đâu. Ủa, lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu trận chiến tranh. Mà anh phải nhớ cái đó chứ anh đừng có quên cái đó. Tao đi tao thấy là Đà Nẵng không có một bóng dáng rồi, không có một bóng dáng người ăn xin, không có bóng dáng một địa số, mà cũng không có bóng dáng luôn Đà Nẵng. Bác thì biết sao không? Cái chỗ của con ở á, là nói đúng ra là con trả thuế cũng hơi cao, để chi để con mua nhà ở đây con ở là cho mấy đứa nhỏ con nó đi học cho nó khỏi bị lây á. Thì nó đi học chỗ này thì nói đúng là cái trường của nó được người ta coi như ở trong thành phố xếp lên là mấy cái trường cũng trường ok, trường ngon, không có tạp nhạp nhiều, thì mình cũng trả thuế cao để mình vô đây mình ở. Mà bây hồi xưa mà thí dụ như trong cái khu quân ở có một hai người đứng xin tiền gì, đứng cầm cái bảng là need money for food, cần tiền để cho đồ ăn rồi ha, là thấy đứng chút là thấy nó dọn đi, nó giống như con người hay là cảnh sát hay gì tới đẩy tụi nó ra, không cho tụi nó đứng đi ra chỗ khác hay gì, hay là ai đâu mình không biết, thấy chút xíu là thấy biến mất tiêu. Mà bây giờ đẩy không nổi nữa, nó đẩy đầu này thì đầu kia nó đứng nói chung là nó đứng vòng vòng giờ càng ngày càng nhiều đó, cho nên bây giờ thấy bắt đầu thấy rỉ rả là nhiều. Mà bây giờ vậy mới khổ, có cái chợ. Bởi vì chỗ con có cái chợ. Bây giờ tự nhiên thấy có ông bà với hai ba đứa nhỏ, hai ba đứa nít ngồi nhắc ghế ra ngồi ở dưới cái ngay chỗ cái bảng stop á, chạy tới đó để mình ngừng xe lại mình nhìn mình chạy tiếp á, từ trong chợ chạy ra ngồi ngay đó luôn, cầm cái bảng cần đồ ăn cho mấy đứa con á. À, thấy thê thảm luôn. Nhìn thấy nó chán lắm. Bắt đầu bữa nào chụp hình thử coi Việt Nam, bữa nào đi ngang chụp hình được không? Mình định quay, em định quay mấy lần em, tại vì tới đó bắt buộc phải ngừng xe một cái rồi mới chạy, tại cái bảng stop tới đó ngừng cái mới chạy, mà mình đưa máy lên chụp thì mình thấy nó hơi kỳ kỳ đó. Thì để coi bữa nào Việt Nam chụp đặt nó quay từ xa hả? Đặt nó quay từ xa chạy tới luôn cái gì. Thấy thê thảm lắm, có con nít nữa. Rồi hôm bữa cho hai mẹ con kia có đứa con gái là tuổi vị thành niên á, nó ngồi mà nhìn cái mặt nó buồn, thấy tội nghiệp lắm. Bà thì bà chạy tới chạy lui, bà xin tiền, đau khổ mà càng ngày càng nhiều. Chứ đâu phải là giỡn, kinh tế bây giờ khó khăn, công ăn việc làm cũng khó đó. Chứ đâu phải là giỡn đâu mà mấy đại ca kia cứ nói qua đây ăn tiền này tiền nọ, nghe mình thua luôn ở đâu mà ăn gì. Cô nhưng mà giới hạn thôi, không có cho cả đời. Ở đây là phải đi làm, đúng. Cái đất nước ở đây á, nó ai qua đây làm, ai qua đây ở cũng ok, cũng được. Nhưng mà với đúng. Điều kiện phải đi làm đúng chất đi làm luôn đó, thì mới có, phải chịu khó. Mà đi làm thì đâu có thời gian ngồi lên bảng, có dốc đâu không đủ. Mà nếu đi làm rồi thì đâu có thời gian mà ngồi, giống như con này con chỉ được cái thời gian bây giờ thôi đó. Mà bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, nó ngồi ở bên, nó sống ở bên Tây mà nó ngồi từ tiếng này qua tiếng kia, nó ngồi cả ngày trời như vậy thì nó còn làm ăn cái gì nữa. Vợ con thì không lo, rồi nhà cửa rồi lo, phải lo đi làm, mình lo còn thời gian mình với vợ con mình chứ. Mình cứ ôm cái máy mình lên mình kiểu đó, rồi con cái mình bỏ cù bơ cù bất thì riết con vợ nó bỏ là phải rồi. Ôi trời để ơi, lúc nào cũng hô hào còn gì đâu. Đúng rồi đó. Rồi chủ nhà đâu bà, chủ nhà ngủ rồi thấy gì rồi nãy giờ nghe Trung ngủ rồi phải không? Dạ, có vẫn nghe cô chú anh chia sẻ, anh Việt Nam đang nói hay quá mà. Chị nào anh chị em mà đi ngủ đi nghỉ thì nói một tiếng nha. Không thấy ai theo dõi cơ mày, không thông là không thôi, là cứ gì kêu là gì ta Trung. Dạ. Nói thao bất tử. Không thấy ai theo dõi trơn vậy, không thấy ai bóng người nào vô trơn vậy. Ngủ chơi dạ, rồi có rồi bố nè, 5 người trên mạng gớm luôn á, 5 người trên người trên mạng 6.000 người đang coi. Anh em cứ tiếp đi. Ông nói chứ việc ride thích vậy, có anh em chơi nhau vậy thì nói đúng ra thì việc ride có gì sai thì anh chị em cứ lên tiếng sửa chữa này kia. Có sai thì mình có gì đâu sửa chữa mà lắm.
Con thì con cũng chơi, con cũng thấy diễn đàn của anh Thơ Quang với Trung đồ chơi cũng hòa đồng vui vẻ đồ này kia thì rồi, con cũng rất là thích. Tao đã nói rồi, có nghĩa là khi mình lên mạng hay là mình chia sẻ. Vậy mà con bị mang tiếng là cực đoan với độc tài đó Việt Nam ơi. Tao yêu cầu là phải nói sự thật. Nói sự thật, nhớ kỹ nói sự thật nha. Không anh thì không sao anh. Khi mà mình ra ngoài mình chơi rồi thì phải có cái này cái kia nó mới vui với anh, chứ đâu phải là anh phải chấp nhận mấy chuyện đó phải có chứ làm sao mà không có được. Đúng rồi, mình biết mà, mình hiểu mà. Ừ, mình chỉ làm cái gì, nói cho vui thôi. Dạ. Cái tiêu chí của mình là đưa ra mình cứ vậy mình chạy, đúng không? Dạ. Ai nói gì nói, không quan trọng. Vậy thôi, không sao. Nó gì ghê gớm lắm đó. Đúng rồi. Đó, cho nên nhiều khi cũng muốn lên chơi lắm mà lên không được, kẹt cái đi làm dữ quá anh ơi. Giờ mấy đứa nhỏ đi học đại học đồ này kia nữa, phải kiếm tiền luôn. Nhiều nó đi học chứ. Đó, giống như nãy anh ấy, anh có nói cái vụ mà người dân trung lưu Việt Nam. Dạ, đúng rồi. Nếu mà so ra nha, V-Rai so ra như nè. Nó có đúng không? Đúng, đúng, đúng. Đúng hả? Em, rồi. Tại vì em không về nói xạo, thường, ha. Em về Việt Nam thường em thấy. Nếu mà nói về trung lưu, thì cái cuộc sống, so sánh cái cuộc sống á, hưởng thụ với cái đầu óc mà thênh thản á, là ở Việt Nam người ta khỏe hơn ở bên đây. Nhiều. Đó thì bây giờ cũng không đúng là... đâu no, để tùy thôi nghe, để cho em nói này nè. Bây giờ anh okay. Thấy như vậy nè, anh ở bên Anh, em ở bên Mỹ, thì anh thấy không, thí dụ như cái người trung lưu ở bên bên nước tư bản này nè, họ tuy là họ làm giám đốc, họ làm này làm kia, nhưng mà anh thấy không, họ vẫn chạy xe đi làm. Lo toan tiền bạc cũng lo dữ lắm. Còn em thấy cái người trung lưu ở Việt Nam á, làm giống như bạn em có nè, khi mà họ làm chủ là đúng chắc làm chủ luôn đó. Ô, có tài xế riêng, rồi lo công ty, rồi có tài xế riêng. Đâu mà bên này em thấy chỉ có lâu lâu cái đám mà đi sự kiện đồ, giống như là tụi celebrity, tụi đóng phim Hollywood đồ này kia thì nó ngồi đằng sau thôi, chứ bình thường nó cũng chạy chết cha nó luôn. Rồi mấy ông giám đốc, hồi xưa em đi làm cũng em cũng đi vô công ty này công ty kia em làm, bộ mấy ông giám đốc mà mấy ông gì chủ hãng luôn á, ô cũng lái xe chạy chích bà chứ ở á, không rồi mỗi một lần mấy người ở bên kia, ở bên Việt Nam á, cái giới trung lưu mà nó tiệc tùng nó chơi á, mình thấy nó chơi cũng đã, trời ơi tiếc luôn á, mình nhìn mình tiếc á. Thì em không em, nói cái này nè. Yeah. Nói cái này, nói đây là mình chứng kiến những người mà không phải là giai cấp cán bộ nhà nước nha, yeah. người gốc Tàu luôn á, tức là họ không có khả năng mà là thành cán bộ nhà nước, mà họ được sở hữu cuộc sống như vậy là do những họ chỉ làm ăn thôi, đó tận dụng cơ hội Việt Nam buôn bán làm ăn thì vậy thôi, được. Đó. Rồi, bây giờ vậy nè, em so sánh em với bạn em nè. Bạn em ở bên Việt Nam nó làm mấy cái hộp đèn á anh Thơ Quang. Quảng cáo. Quảng cáo á, hộp đèn, thí dụ như giờ anh Minh giải thích cho anh Minh hiểu nè. Thí dụ như giờ anh Minh mở một cái tiệm, một cái chợ. Anh Minh cần cái size ở đằng trước cái building của anh Minh á là chợ An Đông đi. Thì thằng bạn em nó thiết kế, nó làm cái hộp đèn đó, trong gắn mấy cái đèn neon để cho nó cháy, để cho cái size đó, anh Minh hiểu nói không? Ừ. Đó, thằng bạn em nó làm đó đó. Rồi, em bên đầy này, hết, đủ thứ hết. Em bên nó làm tại nhà luôn. Nó ở nhà nó làm, nó thiết kế, nó làm. Nó cứ lóc cóc lèn kèn, nó đi ra đi vô làm. Thì trong tay của nó cũng trên dưới 10 người. Coi như một cái công ty nhỏ mà nó làm tại nhà nó luôn. Ở nhà nó có cái sân ấy rồi nó làm, nó thiết kế nó làm. Rồi, em bên này, nói đúng ra thì vợ em cũng có một cái cửa tiệm làm ăn. Em có cái công việc riêng của em ở ngoài đi mua bán, làm nhà, làm cửa, tùm lum tà la hết. Ừ. Nhưng mà em ganh tị với nó luôn. Hai vợ chồng với hai đứa con nó đi chơi tối ngày. Mai thấy nó ở ngoài Đà Nẵng, mai thấy nó ở đâu Vịnh Hạ Long. Rồi cái vài bữa nữa thấy đâu bên Thái Lan, rồi đi qua châu Âu. Rồi nó đi, mà đi chơi không à. Trong khi đó mình bên này mình cũng đi làm mà mình mang tiếng mình ở Mỹ,
mình ở nước ngoài mà mình đi làm đầu tắt mặt tối, mình làm chích bà luôn, mình cũng muốn đi chơi lắm mà mình không có thời gian mình đi giống như nó. Còn nó cái làm đi cái mình nói ủa mà công an việc làm đi nhà ai lo, thì mấy đứa nó làm nó coi, mình đi vài ngày mình giao tụi nó coi công an việc làm cứ vậy rồi cứ thế mà làm thôi. Ồ hay đọc không, bây giờ mình đi chơi nó mình thấy cũng ủa trời sao công viên sao đây, ôi không sao, có người sắp xếp rồi. Ở bên Việt Nam cứ, nãy nghe nè, tụi nó tính toán rất là hay, tụi nó đi chơi nhưng mà ở nhà vẫn ra tiền. Đúng rồi. Còn mình ở đây á, mình đi chơi, anh đi một tuần thì anh phải có tiền để anh đắp vô cái lỗ một tuần đó anh nghỉ làm. Em nói đúng không? Em nói đúng không? Đúng rồi. Em mỗi lần em đi về Việt Nam á, mỗi lần em đi về Việt Nam gì, em về 2 tháng thì em phải chừa ra, em phải lấy hết cái gom một số tiền để trong 2 tháng đó bill bọng của đúng. Em nhà thì... cửa rồi đúng. Nhà thì bây giờ không phải lo nữa mà bill bọng luôn nè, tất cả các cái nè, bảo hiểm xe, bảo hiểm người, bảo hiểm nhân thọ mẹ gì là em phải chuẩn bị hết, bị hết. Để đúng. Cho nó tự đúng. Động nó rút, nó automatic, nó withdraw đó anh, là nó tự động trong nhà băng nó rút nó trả bill để nó bù trong cái đó, rồi em phải có tiền em đắp vô trong 2 tháng đó thì em mới đi chơi được, thấy không? Đó, sẵn đây mình nói luôn, thì khi mình về Việt Nam ha, mình thoải mái rồi bao ăn 5 triệu, 3 triệu gì đó. Chắc người Việt nghĩ, ôi Việt kiều giàu lắm. À, xin lỗi nha, tiền này tôi dành dụng cả năm để mà chơi đó, thực chất là vậy. Còn là còn trong khi đó ở Việt Nam tụi nó hay lắm nha, tụi nó đi làm ăn đồ này kia nọ. Cái đó là em đang so sánh ngang ngang em với bạn em bên kia tầm cỡ ngang ngang nhau đó. Nó cũng làm chủ một cơ sở nhỏ, thì em cũng là chủ một cơ sở nhỏ đó. Thì cái cuộc sống của nó bên đó rất là thoải mái. Mỗi buổi sáng ra quán cà phê ngồi tréo ngoải cái chân qua, cái móc cái điện thoại ra ngồi chọt. Nó ngồi cả tiếng đồng hồ, xung quanh là toàn là mấy bạn thân rồi này kia, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, nghe không? Xong đi về cơ sở làm ăn, làm tí xíu, rồi bắt đầu chiều chở vợ con đi ra cái làng nướng này ăn, bay qua sạp chè kia quất một cái rồi cái làm dài ven cái rồi đi về ngủ ngày hôm sau. Đồ quá mà nó trời ơi. Ủa sao bữa nay không thấy ve nào mà vô đi vậy ta? Nghe nó thấy cuộc sống nó thấy đã không? Hả? Mà cái đó là mình về Việt Nam mình thấy rõ. Con nào dám vô đâu. Mình về Việt Nam mình thấy rõ ràng luôn. Còn ở bên đây thì sao? Rồi xuống anh Quang bữa dạ. Gọi ông Tư Quang bữa ông gọi điện thoại em okay, nè ông bấm à, ông bấm video đó anh Tư Quang thấy không? Ôi, à. Ngốc dậy một cái chùm chạy vô đánh răng súc miệng mở cái điện thoại lên nghe bà con live mà ta nói xỉa chọt đánh răng rồi hối hả rồi lo đi làm lên xe chạy thấy mẹ luôn ở đó mà ra quán cà phê mà ngồi luôn su bu không bao giờ, chỉ có cuối tuần quả mai vậy thôi à. Cho nên hai cái cuộc sống nó khác nhau rõ ràng. Đừng lên mình bỏ cái mình dạ xin lỗi nói đi nói nên thôi anh khổ cái bên đó, ví dụ mà có thời gian nghỉ ngơi để đi chơi gia đình á thì đi đâu, chi phí thế nào nữa. Đúng rồi anh, nó cái kiểu đi chơi nó hối hả lắm, cái kiểu đi chơi nó không có thoải mái hay kia. Bây giờ như vậy nè, nó thích là như thế này nè. Thí dụ như anh ở Việt Nam, hồi xưa em không có nhìn ra mấy cái này đâu. Càng lớn về sau này mình có cái suy nghĩ mình mới càng thấy, mình càng nhìn ra nó rõ ràng hơn. Hồi xưa, thí dụ như giờ như vậy nè, anh Thư Quang ở Việt Nam, anh Thư Quang mua cái vé máy bay đi du lịch với gia đình, bay cái về qua Thái Lan hay qua châu Âu hay gì chơi, chơi vài tuần bay về. Còn mình ở đây á, cái này là cái suy nghĩ của em nha, mình ở đây á em mua cái vé máy bay em bay đi Hawaii, đi Florida, đi mấy cái chỗ mà du lịch mình thường thường hay nghe nổi tiếng. Em nói thiệt chứ nó cũng giống nhau y chang, nó cũng xem shit, nó cũng giống nhau, tới đó thì cũng cũng cái bãi biển cũng vậy thôi chứ em nói thiệt tay cũng vậy luôn.
À, nó cũng giống nhau mà nó cũng chả có hơn cái gì cái bãi biển Đà Nẵng hay là Nha Trang. Nhưng mà cái mà nó chất lượng là như nè, chất lượng á là ở Việt Nam là cái chỗ của mình. Mình đúng nghe rồi. Tiếng nói người dân của mình. Mình đi tới đó mình chơi, mình thấy cái quán cà phê đó mở cái bản nhạc. Ồ, mở quán cà phê mở bản nhạc nghe đã quá. Nó gần gũi nó thân thuộc. Nó gần gũi, nó giống như nó trong, nó là trong lòng mình vậy đó. Còn bây giờ á, bỏ ra một đống tiền ở bên đây, em bay qua Hawaii đi, em qua những cái chỗ sang trọng đi, hay là em lên Las Vegas, chỗ nào đi nữa, mắc tiền cái nào nữa, em đứng đó em dòm tới dòm lui xong, dòm đồng hồ hôm nay ngày mấy, ta chuẩn bị đi về mẹ cho rồi, ta thấy cũng chán quá. Tối thì thả vô ba, rồi nhảy cà tưng, rồi nghía nghía mấy gậy này kia nọ, rồi xong đi về, rồi bắt đầu ngày mai là ready, go home, đi về nhà rồi đó. Mình không có cái cảm giác là quê hương của mình. Đúng rồi. Mình nhìn cái đó, mình thấy cái đó đẹp, mình thấy cái đó wow, dữ dội vậy đó. Nhưng của người ta, của thấy lạc loài lắm. Cảm giác lạc loài lắm. Của người ta, xung quanh mình là Tây không à, chứ không phải là người Việt Nam. Đó là sống ở đây là cảm giác em vậy đó, chứ không phải giống như là ở Việt Nam mình đâu. Mình nói góc độ của người nghèo đi, ở bên đây đi thì rồi, thì người nghèo phán người nghèo luôn à, nói chứ đi thì nói thật chất á, người nghèo bên đây á họ bị kẹt về tài chính, họ cũng nhiều khi họ cũng nhờ đến thẻ tín dụng để xoay sở thôi đó, thực chất là vậy chứ không phải là họ thấy họ được cái chiếc xe mới là tưởng là họ là chế độ ban cho. Họ chỉ là nhờ đến những cái tiện nghi là ở đây thẻ tín dụng là nó tức là mình sống bên Tây á, mình cần phải xài để nó để mình được cái uy tín để cái mình điểm. Mượn tiền đó, nó bắt buộc mình phải sử dụng nó để mình có được cái số uy tín để mình mượn tiền sau này. Chung cầu đó ông Chung. Dạ nó còn á, vẫn đang nghe anh Minh với anh Việt Nam chia sẻ mà. Chung còn giữ cái clip mà nói về cái hình thành nước Mỹ mà của mấy người Do Thái từ ngân hàng gì không? Nhớ không? Cái cô gái nào nói đó. À bây giờ Chung phát cái đó lên cho mọi người cùng xem. Cái chỗ để mà xem coi anh Minh với cái ngân hàng của nước Mỹ đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Chia sẻ cho để Việt Rai với anh Minh nhìn nhận xem cái điều này nó đúng đắn không. Ok, các anh chờ em chút xíu, em sẽ rồi trong thời gian chờ Trung mở á, Việt Rai nói cho anh Minh nghe với mấy anh chị em nghe này nè. Cái này là trên đài truyền hình cũng mấy cái đài tin CNBC rồi mấy cái đài của người Mỹ họ tham khảo rồi nha. Là khoảng chừng để ra coi thí dụ như người ta đi ở ngoài đường, người ta chụp, người ta phỏng vấn đại một người nào đó đang đi trong chợ hay là đang đi ở đâu ngoài ngẫu nhiên đó. Cứ ngẫu nhiên vậy đó, tới thí dụ thấy anh đó đang đi lên tên trong chợ, bay lại phỏng vấn ảnh, cái hỏi bây giờ mà anh đang đi ngoài đường mà cái xe của anh bị hư mà phải trả cái giá tiền khoảng chừng $700 thì anh có tiền để trả không? Đa số là hơn 50%, kỳ đó Việt Rai nhớ là 60-70% là say no, là không, là không có tiền á. Chứ không phải là đụng cái là có tiền liền đâu, phải thanh đúng. Toán bằng thẻ tín dụng hết rồi xong về từ từ trả. Chứ còn đùng một cái mà móc tiền ra xử lý những cái chuyện mà thí dụ như đi kêu Việt Nam mình kêu là đi ra đường mà đạp bánh tráng anh Thơ Quang thí dụ như kêu là đi ra đường mà đạp bánh tráng á là cắn lưỡi đó, không có tiền đạp bánh tráng luôn. Cái đó là không phải là cái đó là Việt Rai không phải nói là dân nghèo nha, dân cũng đi làm đàng hoàng, dân mà cũng không phải là dạng trung lưu mà cũng là gần như là trung lưu vậy mà hơn dân nghèo á chút á đó, cũng có xe cộ nhà cửa này kia, người ta làm đa số á, là cái check này
nó lên cái check kia, paycheck to paycheck, là làm cái check này vừa lãnh ra một cái là bay đắp cho cái nợ kia. À anh biết không, em có mấy thằng hồi đó em làm chung với mấy thằng Mỹ kìa, vui lắm. Tới cái ngày lãnh lãnh tiền gì, lãnh lương á, là cái tấm ngân phiếu gì, cái thằng giám đốc nó trả rất là đúng giờ. Thí dụ như 1 giờ trưa là bắt đầu anh cầm một sấp ngân phiếu, anh đi vòng anh phát cho từng người đúng giờ hết. Là cứ thằng nào tới chỗ thằng nào là anh xè cái tấm ngân phiếu đó ra, là ngày tuần nào cũng chính xác cái giờ đó. Mà mấy thằng Mỹ nha, gần tới giờ lãnh lương gì là mấy con vợ nó chạy tới, nó đậu xe ở ngoài cái tòa nhà, cái building đó, cái công ty đó, nó đậu ngoài đó chờ. Thằng này vừa cầm tấm chét xong, cái phi cái sột ra ngoài đưa cho con vợ liền, ký tên hãy đưa cho con vợ luôn. Vợ cầm cái chét chạy một cái phà tới ngân hàng ngủ nhét vô liền để thanh toán những cái mà nó chi thu đồ trong cái tuần vừa rồi đó. Đó, nó vậy đó. Đúng. Bên đây thì nó vợ chồng thì nó có một cái ngân hàng hộ khẩu chung vậy đó, hai người đứng tên vậy đó. Ra vô gì ai cũng biết hết đó, hai người cũng biết hết. Dạ. Đơn giản đâu. Cho nên nhiều khi nhìn bề ngoài những người Việt mình khổ cái nhìn bề ngoài không có, trời ơi, hai huấn luyện viên của Chelsea với Tottenham Hotspur tới bắt tay nhau kẹt có một cái mà giờ quay nhau đòi quýnh lộn luôn kìa, hai huấn luyện viên khổ. Hai đều Chelsea với Hotspur, hai đều hai huấn luyện viên tới bắt tay cái xém đánh nhau luôn, khổ ghê. Nói em xin lỗi. Thì đó, cuộc sống Mỹ chứ không có đơn giản giống như hết mọi người nghĩ là cái gì cũng là ấy đâu. Không, anh chỉ khuyên vậy nè, thì anh nói ở đâu mình sống cũng cũng được, thế giới phẳng rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nước Mỹ á thì mình nó thuộc dạng như là nước tiêu thụ, và nó tư bản nó kiểu như là anh có sức mà làm thôi. Dạ. Nó không kiềm chế. Anh có muốn mở chi nhánh thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó cứ làm, nó không kiềm chế gì hết đó. Như là anh phải làm, anh phải có đầu óc, chứ đừng nghĩ qua đó là mình cứ nhận qua Mỹ là mình được hưởng thụ tất cả ngay liên tục như Rose Đào nói là không có. Cái đó là phải rất là lâu dài, quá phấn đấu rất là lâu, ít nhất 10 năm 5 năm gì đó mới được. Thế thôi, chứ đừng có nghĩ là Mỹ là ban hết cho mình. Đúng rồi, không có đâu. Phải đi thì đó, em cũng nói vậy đó. Ở bên đây anh muốn cái gì cũng có, nó hay lắm. Anh công nhận không? Ở bên đây nó những cái vật chất á là ai thấy cũng thích hết á. Nhưng mà phải đi làm. Đi làm thì có đầy đủ. Thì mình đi làm thì mình mang lợi ích cho nhà nước thôi. Thì đấy, không, thì đấy. Mới nói nó mới lùa hết dân nhập cư qua để đúng. Qua để cài để đóng thuế. Anh ngoan không? Thì nó được hưởng, không thì vô tù hay ra đường. Còn thí dụ như còn thí dụ như anh muốn mở công ty, anh có một cái rồi giờ anh muốn mở thêm 2-3 cái cũng được nữa. Mở đây, mày mở càng nhiều tao thu thuế càng nhiều chứ không có gì đó. À, làm bậy là vô tù. Còn anh thấy mấy em không biết ở bên anh sao, chứ ở bên Mỹ này nó có cái vụ vô tù mà nó kêu là bail ban á anh. Bail ban là cái tụi mà nó đứng ra nó nhận tiền trước để để tức là mình đóng tiền để mình ra khỏi ngồi tù vậy đó, giống nhưng như mà mình không được trong thời gian đúng đại ngoại rồi. Đúng rồi, trong thời gian chờ ra tòa đó đó. Ủa? Nó anh thấy không, nó cũng liên kết nhau với tòa án hết, nó liên kết nhau với cảnh sát tòa án hết, anh thấy không. Ví dụ như giờ em đi ra ngoài em làm gì bậy cái bị chụp, mà mới bị chụp cái mà cái công ty mà lãnh người á là nó biết liền, nó có hồ sơ liên kết với cảnh sát, nó biết liền. À, thằng này mới bị chụp, giờ thảy vô cái tù của thành phố
là nó biết là cái tội thằng này làm sao tốn bao nhiêu tiền là sẽ được tại ngoại ra, bắt đầu đóng trước 20% đấy, rồi được ra cứ thế mà làm tiền dã man luôn. Mà khi mà một người mà bị bắt vô tù rồi gì, trời ơi, dù mà anh ngẫm nghĩ lại coi, nó giống y như là một cái con bạch tuộc mà nó thả cái dồi ra hết tụi này tới nói chuyện, tới tụi kia tới nói chuyện, tới tụi nọ tới nói chuyện để dạy mình làm người lại từ đầu gì con mẹ đó. Mà cứ mỗi thằng tới 100 mấy 100 mấy 200, ô quá, tao nói quá, cái thằng mà bị bắt rồi tao nói nghèo luôn, quá khổ sở luôn. Đó. Đúng rồi, kiếm được chưa Trung? Dạ đang kiếm anh. Các anh cứ nói chuyện đi. Thoải mái này. Thôi để ngủ ha, để bữa khác mình ok anh. Mình chơi tiếp nữa. Ở giờ này bên anh để coi chiều hả? Chiều tối hả không? 6 giờ rưỡi chiều. À ok. Ok anh Minh. Rồi cơ. Cảm ơn nha. Hôm nay cũng thú vị. Vui à. Được xuống tí cũng đỡ buồn á. Ok, lâu lâu lên nghêu ngao cũng em, hình như đúng lần rồi. Đầu tiên cũng có cơ hội ngồi nói chuyện chơi với mình, thấy từ nào giờ cứ nhảy lên nhảy xuống mà đâu có cơ hội còn nói chuyện đâu.